Đi đâu đấy? Là tận trong kia thôi. Cái này nó ngứa. Chặt cái này thấp một tí nữa. Chắc cái nhỉ? Gốc nó tí nữa. Để đâu được nhỉ? Để đây. Tí là đến cái cây này ngứa. Lên phân, cái mồm tí. Mồm tí được rồi. Nặng thế.
cây thì được. Giao cho anh đào đất vào bên này. Ừ. Ừ. Ừ.
làm nữa, không ấy. Cái này mình đất chất tốt hơn á. Ui, lại được một con nữa. Giá xong rồi cho nó ấy ra luôn nhỉ. Cái này vào trong đó hết rồi. Vào trong này hết rồi. Thả được rồi nha. Bỏ lên. Ui, ui, chết bên dưới nhiều đây anh ơi. Ui, đây này. Ui nhiều. Ui, đây có một con nó chết chết đây này. Không ra được. Ui, ui, nó chạy rồi. Mình nhặt mấy con chết này nè. Chúng ta tôi lại một chút kia. Ui, nó cướp một con. Nè. Nó chạy một con rồi.
Cầm chắc nha. Chắc con chết đâu nè. Ừ, ở đây còn con nữa. Ừ nè. Lấy. Ừ, đây đừng chạy. Ừ, chạy đâu nè. Ừ, đi đâu nhỉ? Con cá cho em mở cửa cái.
Anh mở cửa đi. Anh đóng lửa, anh rửa nồi nấu cơm đấy. Vâng. Hấp cá đi em ơi. Xin nhé. Anh không làm ăn. Cá ngon lắm nhỉ. Cá chế ngon thay nhỉ. Thơm đấy nhỉ. Con cá này nhìn ngon lắm à. Em ăn đi. Anh ăn đi. Cá này giòn ngon mà. Ngon mà. Ăn một con đặt cá này ăn. Dạ. Cá này này. Cá này này, cá này. Dạ. Dạ ăn đi. Anh tự đáp. Ăn đi. Công nhận cá suối ngon. Ngon. Em với bà lâu lắm rồi cũng không đi xuất rồi.
Họ ăn đi anh. Vâng. Cái đồ xanh cũng ngon. Ăn đi. Ừ, anh không gắp ăn đi. Vâng. Chăm con chó. Cho con nó ăn chia nhau con tí con mẹ lại đánh. Ê. Ê. Ăn cơm này, nhớ ăn cơm này. Đấy, nó ăn đang chưa. Ăn ác lắm rồi nhỉ. Ừ. Con ăn giỏi chưa? Tầm này là hay nghịch rồi ấy. Hay quậy phá nghịch cái rau cải của em đây này.